bề ngoài thì chị dì em mà em chơi từ một cái chí mạng, tại vì thật ra anh Tuấn là chồng của tôi. Trời ơi. Thật ra anh Tuấn là chồng của tôi. Trời ơi. Một mình làm sao tôi có thể quăng miếng khi mà không có anh em chứ. Em có thể kiếm 5 người khác. Chị cái gì em? Thằng này bữa nó giật chồng em. Trời ơi. Anh ơi, nếu nó nói anh là đầu trâu mặt cừu. Đầu trâu mặt cừu. Trời ơi, được. Cái nào mà nhiều silicon vậy? Cái nào mà nhiều silicon vậy? Mấy anh làm sao lại tôi? Đây là hotline của tôi. Thì lần đầu thì tôi mới đi đến cái vườn cam mà nó xum xuê và đẹp như thế này. Đây cũng là lần đầu tiên của em. Nhưng mà nào ngờ chúng ta lại ra được một tiểu phẩm. Wow, tiểu phẩm tôi nghĩ là cắt hết. Chỉ chừa khúc hiếu té thôi. Trời ơi, vậy là nó mua rồi. Anh em mình thoại hả, nửa tiếng đồng hồ mà không vui. Nó té một cái quay phim cười sặc sẻ. Ủa là nãy Hiếu bị té hả Hiếu? Dạ. Em tự té là có người hãm hại em. Đâu, cố tình vậy, tại thấy mấy anh không vui. Còn cái khúc mà thải banh thì như thế nào? Thải banh thì thải muốn banh cái mặt. Sao anh đau không? Anh Tuấn đau không? Đau em. Trời ơi. Bây giờ vẫn còn nhức đầu luôn á. Mấy cái mà đau đớn thì anh khoái lắm. Sao nhức đầu bằng cái bữa Tuấn đập đầu anh ở Hội An? Tôi thật không ngờ. Bề ngoài thì chị dì em mà em chơi từ một cái chí mạng. Tại vì thật ra anh Tuấn là chồng của tôi. Trời ơi. Thật ra anh Tuấn là chồng của tôi. Trời ơi. Tôi bị lừa. Đúng rồi. Tôi gõ 5 trái đen rồi tôi không ngờ 6 diễn là trái đen. Chán. Quý nghĩ gì về cái việc mà vận xui đeo bám từ chương trình này qua chương trình khác? Em biết nữa, nhưng sao có đó là một cái là năng lực đặc biệt của em luôn á. Năng lực? Đúng rồi. Với lại thường là em dùng năng lực đó phục vụ cho mấy anh em khác. Dù em ngồi gần riết vào thời gian thì thằng riết nha. Đâu, nhờ anh mà vẫy khăn rắn đó. Thì anh cũng truyền qua cho em một ít. Anh muốn bớt đen là chỉ có BS thôi. Ê! Hiểu rồi! Qua hai cái trò chơi là cầu kính với lại cái đường trường. Thấy nó bình thường ha. Thôi ban đầu anh cũng nhót anh ơi. Đúng rồi. Anh Giang anh hay ra vẻ ban đầu tôi thấy hả? Đâu? Anh sợ. Anh có sợ đâu? Khúc sau anh mới dạng chân đó, tôi thấy khúc đầu anh ca. Anh Quy khúc đầu anh Quy đi bương Quy rồi còn không dám nhìn xuống anh nhìn thử. Có không anh Quy? Hay là anh ra vẻ? Anh không sợ đi. Nhưng mà tối nay mệt nha, tối nay là hả? Tối nay một mình em thôi. Thôi điên khùng. Một mình làm sao tôi có thể quăng miếng khi mà không có anh em chứ. Em có thể kiếm 5 người khác. Ở đó hơn 5 chứ em. Đúng rồi. Năm chưa. Em lên đó em casting đi. Trời ơi, casting lên. Ai hợp thì đi theo. Thì giờ từ sáng giờ chơi mấy trò chơi là tôi thấy là Rick Fan á là chơi thành công, chơi hay, vượt qua những cái khó khăn của bản thân. Khó khăn về xương khớp. Xương khớp nè, sợ hãi. Em ấy vẫn nhìn ra những cái món đồ và em ấy nói đúng. Còn em thì em ấy vô dụng. Tôi thấy anh em đang cố tình hả chơi tôi và tạo tôi vào thế bí. Tôi bí thiệt. Và tôi bí quá. Tôi cần có mẹ Phượng của tôi đây. Tôi lại gọi mẹ. Đúng rồi, tôi không biết cầu cứu ai. Ủa bài tụi em quay mà tụi em không biết cái gì em vậy? Em có biết đâu, nghe tụi bài em là hả, lúc đó là minh họa thôi à. Anh không có cho nghe nhạc. Đúng rồi, bác tụi em anh diễn thì tụi em diễn cái đó. Diễn đi. Ừ, có nghe nhạc đâu. Gì đâu. Trước tòa em và anh ta trong vai bị cao. Mà em hát câu B em không biết em hát cái gì vậy? Hả? Em hát không nghe rõ quá. Tập trung vô melody giùm tôi. Khó lắm, anh thử không? Không nghe được melody đâu. Ê, cho anh Giang đi, thử cho anh Giang đi. Nếu mà cho tụi tôi đổi thì giờ cho tụi tôi ý kiến đi. Giờ thí dụ mà người đó làm cho tụi tôi không hiểu, người đó cũng cởi luôn. Đó. Đúng rồi. Đó. Còn tụi tôi không trả lời được tụi tôi cũng cởi luôn tính. Đúng rồi. Anh Giang vô đi. Rồi đoán. Tụi em đoán. Đoán. Anh không tin tưởng tụi em hả? Này em giỡn thôi. Bùa yêu là ai nói? Em nói. Em giỡn gì 4-5 lần vậy? Nếu mà em làm không được em tự cởi đồ em mà. Ok. Còn anh nào làm không được là anh ấy nha. Tôi đang ở một nơi xa xa.
Chỉ cần em yêu chẳng bay là những biển rộng sông vô. Cuộc đời tôi là những chuyện cái gì vậy rên gì em? Trong dạ, đúng không chị? À. Chị phải xác nhận tí nữa chị phải nói chứ công chúng cho mọi người biết. Cho anh bớt cho người chẳng đi. Đúng rồi. Đi gần cho nó thêm nhớ nhà. Đúng rồi. Đi ra xa đi trở về. 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 Đi thật. Là bài gì? Em xin đại diện cho mấy đứa em của em. Em xin nói thông báo của tụi em rằng đi thật. Ê. Đi để trở về. Đi để trở về. Chính xác. Yeah. Chính xác. Yeah. Yeah. Mừng quá. Trời ơi cái gì dữ vậy? Cảm ơn anh đi. Cảm ơn anh. Chị. Cái gì em? Chị. Cái gì em? Thằng này hôm bữa nó giật chồng em. Trời ơi. Trời ơi. Em diễn tả cảm giác nha, lúc đầu nhấn cho nó nhất mà khi mà đeo giày vô và đi á, nó thốn nha. Nhất thốn. Bây giờ nó quyệt cái vô rồi đó. Ok, thấm quyệt rồi đúng không? Thôi ai thấm quyệt? Anh tạo nghiệp đây em, để em. Thôi em là nương tay nhất. Em thì hả? Anh là nương tay nhất. Ok. Ai vô đi, em nhẹ nhàng nhất. Hiểu nè. Nhỏ mới bị giấy xong luôn á, giờ bắt tao nữa. Ai cũng phải chơi để mà. Để em đi. Thôi anh không nhẫn tâm đâu. Thôi luôn á, đội nó lắm. Thôi nhìn mặt anh giống dưới 18 tầng. Dưới 18 tầng. Anh ơi, Hiếu nó nói anh là đầu trâu mặt cửa. Đầu trâu mặt cửa. Trời ơi, được. Ừ. Đây là cái tội đẹp hơn ta. Ừ. Hát hay hơn ta. Ủa, chị Tấm ơi. Ủa, chị Tấm ơi. Đi em. Mình đi chơi không? Đi đâu em? Đi xa xa một tí. Ok, anh chờ chị. Ok, em chờ chị. Cảm ơn. Hả? Ê, ủa nó có chích thuốc tê không mà không la vậy? Tôi nghĩ cái đàn chân đó là... À. Đau quá nha. Ôi. Rồi, Hiếu thành công rồi. Tuyệt vời. Vườn cam. Hồi nãy anh có gặp cái người mà chủ vườn á. Anh dạ. Có xin rồi. Xin gì vậy? Xin hai trái. Rớt sẵn luôn. Lùm nè anh nghỉ đất nè. À. Ê vậy là nó rụng tự nhiên là ngon. Quýt bên kia kìa. Đâu để em. Đây quýt. Đây quýt đâu. Nãy có xin rồi, xin một trái, anh xin có trái thôi nha. Ê từ anh lựa trái nào bóng. Trái nào nở. Trái nào căng mỏng á, bóng á. Trái bóng thì là bóng lên. Bóng lưỡng nè, bóng lưỡng. Ờ bóng lưỡng vô rồi nó hơi mềm. Ngọt sợt luôn, không có vị chua luôn. Ấy. Không có vị chua luôn á. Ngọt quá. Ủa, ngọt dữ vậy? À. Nơi các bạn đang đứng là vườn cam Thanh Bình. Ở Mộc Châu thì thời tiết rất là tuyệt vời và thổ nhưỡng rất tốt, nên ở đây cũng nổi tiếng với các loại trái cây ngon. Bây giờ các bạn sẽ được phát hai cái rọ. Nhiệm vụ của các bạn là đi hái đầy hai cái rọ cam và quýt. Và sau đó chúng tôi sẽ tiếp tục thông báo sau. Đây là sao? Đầy cái mép Khoan. Nếu mà kêu mình hái đầy, mình đừng hái đầy. Bởi vì rách kế tiếp sẽ liên quan bị đầy, cái vụ đầy này. Và ăn hay là gì đó. Đừng có nghi ngờ quá, chống bớt nghi ngờ lại. Mù. Cứ hái đầy thì hái đầy vậy thôi. Phải không? Tại vì mình là chuột xã hữu nếp mà.
Nhưng mà hả, nhưng mà đầy là đầy như thế nào chị? Đầy vun hay là đầy đầy xương xương hay là đầy như thế nào vậy? Đầy sách đi được là được. 30 giấy rồi đó đó. Mà cái này là thử thách may mắn gì nữa. May mắn nha. Đúng. Con số. Mà có khi nào hả chưa xin chủ vườn không? Cái mình vô mình hái, cái chủ vườn phát hiện ra. Một trái 1 triệu. Một trái 1 triệu. Đúng. Rồi lúc đó anh em mình hả làm quần quật ở đây để trả nợ. Làm trâu làm bò. Bón phân đồ các kiểu, cái giường này bón chắc cả đời á. Trời ơi, có nào chơi tụi mình không? Thôi anh một ngày anh bón là anh chết rồi. Nó đi nó thành gì vậy? Có ai có kinh nghiệm cắt cam chín không mà anh Giang? Căng cái mỏng. Trái nào như thế này chín? Mềm. Trái nào mà nó hoành tráng nhất? Hoành tráng nhất. Một cam phải chắc chứ anh. Nó nở ra. Nó nở ra đó. Nhìn nó màu nó sáng. Nó bóng nữa. Bóng bẫy. Bóng bẫy rồi, tiêu chí. Đó, nhìn Lâm thấy Lâm không? Bóng bẫy không? Bóng bẫy. Trái nào giống Lâm gì đó. Hơi kỳ lắm. Ghê lắm, sợ. Hãy hái trái nào mà đôi môi mộng như tôi. Wow. Trái nào mà nhiều silicon vậy? Trái nào mà nhiều silicon vậy? Chơi cho xúc ra lại. Chơi cho xúc ra lại rồi gắn vô lại. Con bé em búp bê của tôi. Con bé em búp bê. Rồi, đi xuống chơi này là lừa hai. Hai vậy, sao hai vậy chia sẻ lại coi. Cái phao. Cái phao nó nhúng cái như vô luôn. Rồi tụi em có chơi nữa không chị? Không ạ. Giờ dắt nó đi. Rồi. Tỷ đã dạy rồi, dạng sự trong đời này để tự nhiên. Em thấy không Rích? Em từ nghe. Từ ngày mẹ học thư em đi lấy chuyện của Lâm em toàn bị chuyện xui. Tới chuyện không hả? Em thấy không? Không, nhưng em thấy hiểu gì thì anh giữa trưởng thành không? Nãy giờ là tôi cố tình tự bẻ khớp, tự gặp mặt để tôi có drama. Ủa vậy hả? Để tôi hết. Thì thôi không hết là anh bẻ giùm cho. Thôi mà. Bây giờ anh bẻ cổ đi. Té nha. Rồi giờ kia là được làm rồi. Không, chứ quyết là không. Dạ vâng. Vậy là không phải là không muốn té để lấy hình, mà là muốn cho em có bất thình lình. Em thử sức của anh thử sức của em chịu được bao lâu thôi? Không cần chịu lâu vậy. Cần biết đồng hồ. Cái lần trước là em nhớ em chơi cả. Nè, hãy nhìn con đường này đi. Đường nha. Em đi đó. Đợt trước thì em giả tạo drama lúc mà cởi ngựa từng lọc cà lọc cà lọc để đập từng gói xuống sàn. Thôi thì nó bị cớ sự này là do em đó. Do anh đó. Thì bây giờ em đã bị thiệt rồi. Chú mới chạy in in thôi. Mà anh kêu đừng buông. Chú quạ quá đạp hết cây. Đè lúc cán luôn. Lúc cán. Cho nên là cái đợt mình rồi đến đây. Đó, đúng không? Ghê quá vậy, chương trình này kể ra phải tự vẽ với dai mình, tự đặt mặt mình tạo drama. Hết rồi. Tập tôi hết rồi. Mấy anh làm sao lại tôi? Đây là cái spotlight của tôi. Vậy thôi mọi người. Cho em. Em cũng đáng lắm. Thấy em đau đớn thì tôi cũng nhường. Bây rồi. Giờ tôi sẽ rời chương trình luôn. Chứ cái drama này tôi không dám lấy. Sao? Như vậy là không biết gì em, vừa rồi là tất cả mọi thứ là dàn dựng của em. Dàn dựng hết. Wow. Tôi đã giấu một con nhíp. Tự đâm mà xuống và tôi tự tháo khớp. Wow. Thấy tôi là cao nhân chưa? Hay rồi. Hay quá. Xương lan. Cái này em đã hỏi vợ em chưa? Hay là chiếc này về bị nhằn nè. Bị nhằn. Xíu vô mắt là nguy hiểm. Xíu mà ha. Là mắt là không còn bị lo ra được đó. Tôi biết rồi đó. Tôi tắm luôn á, con mắt kế bên nè. Tôi nghĩ là Hiếu thứ hai hại tôi. Ơi. Hiếu thứ hai đeo GoPro. Ban đầu là anh đeo GoPro. Nếu mà anh làm anh biết tiết chế. Còn nói đó, anh ơi để em đeo GoPro mắt. Không người tốt nào mà cũng mắc như vậy. Đúng.
Anh Lâm ơi, đeo đeo vô rồi. Anh Trinh Bền thấy rõ ràng là có một cái sự tác động nhẹ vật lý vào mắt của em. Trời ơi, sự gọi là vươn vai nhẹ giúp trò. Cái này là phải coi lại đó. Sao vậy? Hồi nãy là anh thấy lúc mà té xuống đó là Hùng Hiếu quay lại vỗ vô mắt. Trời ơi, ôi má, đúng rồi. Bây giờ lúc mà té còn té ngay nè, vỗ vô mắt. Ê, chắc là đi. Không phải em ơi, khi em té xuống là cái ngón tay của Lâm bấu vô mắt em đó. Mà sao mà em bấu lên hả? Nếu té như vậy thì em sẽ vươn tay ra. Giống như ở năm trước tôi diễn là đánh ghen. Đúng rồi, em vơ đây xong cái em vơ lại em banh một mặt bên đây. Đón xem Nữ Chủ 20 giờ thứ 6 thứ 7 hàng tuần trên VOON.